loa cột toàn giải L1 Model 2, chất liệu vỏ nhựa polypropylene với chân nhôm đúc và đế khung thép chắc chắn. Phần loa cột và chân nối dài có vỏ nhôm và các vách chịu lực bằng nhựa ABS cao cấp. Loa được gắn trên một chân để liền, có thể tăng chiều cao loa đến 2m. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, tính di động cao, hiệu năng cao hơn so với các loại loa cùng công suất và kích thước. Loa giải cao được thiết kế dạng cột với 24 loa công suất 250W cho góc phủ âm rộng tới 195 độ, là âm thanh toàn diện không góc chết. Công suất hoạt động của bộ loa là 500W liên tục, trọng lượng 10,7kg. Bộ loa phục vụ phù hợp cho số lượng hơn 500 người với diện tích khoảng 250m². Loa B2 Bass Module là loa bass rời thùng loa kết hợp giữa gỗ ván ép để cộng hưởng tốt âm trầm và được định vị bằng các khớp nhựa ABS cao cấp, giúp giảm trọng lượng và tăng tính ổn định. Là module loa bass gắn rời, thiết kế hình hộp chữ nhật kích thước 480x595x338mm, khối lượng 20,41kg, được trang bị hai loa bass 10 inch, tổng công suất 250W, thiết kế âm trầm mạnh mẽ, tạo sự sống động trong từng nốt nhạc. Loa thiết kế đặt sàn tại các mặt phẳng cứng cáp, tránh để bề mặt ẩm ướt. Bộ sản phẩm loa Bose L1 kết nối đơn giản, sử dụng các dây kết nối trực tiếp với độ tin cậy và ổn định cao cho các show diễn quan trọng. Các loa liên kết với nhau bằng khớp nối chắc chắn, lắp đặt không cần sử dụng tua vít. Loa được sử dụng hiệu quả trong các nhà thờ, trường học, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hay các buổi biểu diễn. Với đặc điểm âm thanh trung thực và mạnh mẽ, phù hợp cho đa dạng nhiều mục đích sử dụng. Hệ thống L1 mang đến sự kết hợp độc đáo giữa hiệu suất và tính di động, kết hợp hoàn hảo cho mixer T4S hoặc T8S Tonemark cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo trong các module âm trầm. Thiết kế âm trầm có thể mở rộng hỗ trợ việc sử dụng hai module bass B1 hoặc một module bass B2 duy nhất. Bộ loa được trang bị nhiều tính năng hiện đại, dễ dàng kết nối và setup cho các nhạc cụ hay mix ca sĩ thông qua chương trình lưu sẵn hoặc tùy chỉnh cá nhân. Sản phẩm được bảo hành 2 năm chính hãng với chân đế và 5 năm với loa Airray L1 Model 2. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.